sao tung không gian, từ Việt Bắc xuống tận bưng biển, lòng người dân sôi lên, bao hận cầm bay lâu chào dâng. Nắng Ba Đình rạng chiếu rạng người, ấm dòng cha già muôn đời. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta, đã đập tan xiềng xích đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, đánh đuổi bọn quân Việt Nhật Bản ra khỏi đất nước, lật đổ chế độ phong kiến mấy mươi thế kỷ, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 8 cũng chính là cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1945-2022, trang sách Nhịp cầu tri thức xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách Hào kiệt anh tài dưới cờ cách mạng của tác giả Ánh Dương, được nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2020, gồm 181 trang trên khổ giấy 21 cm, với mong muốn mang tới độc giả những tư liệu về cuộc đời, sự cống hiến hy sinh cho tổ quốc của những chiến sĩ cách mạng tiên phong hưởng ứng lời hiệu triệu của Bác Hồ dưới lá cờ khởi nghĩa. Cách mạng tháng 8 thành công, nhân dân ta đã giành được chính quyền, song nhà nước non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn, mọi nỗ lực đấu tranh trên mặt trận ngoại giao của chính phủ Việt Nam đều không được phía Pháp chấp nhận. Trước tình hình đó, Bác Hồ đã tìm được người đất tài trên mọi lĩnh vực cho cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc. Sách viết về 47 vị anh hùng Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Kỷ, Võ Liêm Sơn, Tạ Quang Bửu, Hoài Thanh, Nguyễn Tuân, Phan Anh, Văn Cao. Nói đến Huỳnh Thúc Kháng, đối với quần chúng nhân dân không phải là một con người có tính chất huyền thoại, mà ông đã sống rất gần gũi với nhân dân. Từ khi tóc còn để chỏm ôn sách học đạo ở các trường làng, cho đến ngày trở thành một chính khách, một quyền chủ tịch nước, ông vẫn không bao giờ xa rời nhân dân. Huỳnh Thúc Kháng đã có những đóng góp và vai trò rất quan trọng đối với cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Xuất hiện trên văn đàn vào đầu thế kỷ thứ 20, Nguyễn Tuân là một tên tuổi lớn của văn học Việt Nam hiện đại, là một nhà văn bậc thầy, một nhân cách văn hóa mẫu mực. Ông đã để lại cho sự nghiệp văn học đồ sộ, mà đỉnh cao là những bài tùy bút với phong cách riêng biệt không lẫn với bất cứ cây bút nào. Theo hơi thở của cuộc kháng chiến, Nguyễn Tuân chân thành đem ngòi bút phục vụ cho cuộc kháng chiến của dân tộc và trở thành cây bút tiêu biểu của nền văn học mới, nhưng vẫn phát huy được cá tính và phong cách độc đáo của mình. Nguyễn Tuân đã đóng góp cho nền văn học mới những trang viết sắc sảo và nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi quê hương đất nước, nhân dân lao động trong cuộc chiến đấu và sản xuất. Những vị anh hùng dân tộc ấy đều xuất phát từ lòng yêu nước thiết tha, sự ngưỡng mộ với Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Những người Việt Nam yêu nước, trong nước và nước ngoài, đủ mọi tầng lớp xã hội, đã từ bỏ cuộc sống vàng son, hạnh phúc riêng tư, bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp với muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh xương máu để làm nên chiến thắng vang dội Nam Châu, chấn động địa cầu của quân và dân ta. Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở mỗi con người Việt Nam phải hiểu rõ lịch sử của dân tộc. Nói tới lịch sử của dân tộc, điều đầu tiên chúng ta cần nhớ tới là từng thời đại và những anh hùng hào kiệt đã làm rạng rỡ cho thời đại ấy. Những con người kiên trung bất khuất đó đã viết tiếp trang sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước hào hùng của ông cha ta. Tên tuổi của các vị tiền bối đó sẽ sống mãi với hồn thiêng sông núi, đời đời cháu con đất Việt khắc cốt ghi tâm. Cùng thế giới quyết xây nên hòa bình, nghìn gian nan là nghìn chiến thắng, cờ tháng 8 chiếu sáng muôn đời.